Vâng, đến với cuốn video tiếp theo chia sẻ hình ảnh cây cảnh nghệ thuật tại trưng bày thành phố Việt Trì nhân dịp Dỗ Tổ Hùng Vương. Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn một tác phẩm xanh có tên là Vô Thường. Vâng. Vâng, ở tác phẩm này không treo thẻ, nhưng mà tôi qua cái tìm hiểu để được biết chủ cây Vô Thường là ai. Với tác phẩm Vô Thường, tôi đã tìm được chủ nhân của tác phẩm, bởi vì không có thẻ, chúng ta không thể chia sẻ được chủ nhân là ai và số điện thoại để chúng ta giao lưu. Thì rất may là tôi đã gặp được chủ nhân đang đứng cạnh tác phẩm. Xin giới thiệu với các bạn, nhà vườn bonsai Nguyễn Hưng, thành phố Việt Trì đã có mặt với tác phẩm Vô Thường của mình. Vâng, chào anh Hưng nhé. Vâng, anh có thể chia sẻ với anh em trong làng chơi về cái tác phẩm Vô Thường của mình không? Vâng, các bác, đây là cái tác phẩm Vô Thường mà rất là tâm huyết. Vâng. Đấy, cũng là một tác phẩm rất độc đáo mà anh em tôi thấy rằng cây cũng quan tâm và để ý rất là lâu rồi. Vâng. Đấy, cũng rất là trân trọng tác phẩm này. Cho nên là tất cả các cuộc triển lãm hay là anh em đi chơi đâu là cũng được nhiều người yêu thích. Với tác phẩm Vô Thường này thì anh đã sử dụng trong vườn cảnh nhà mình được bao năm rồi? Tác phẩm Vô Thường này thì cũng về sở hữu vườn mình cũng hơn chục năm rồi ạ. Hơn chục năm rồi. Vâng. Và tôi được biết anh vừa mới thay chậu đúng không? Bởi vì tôi nhìn thấy cái bầu thì cũ nhưng mà có một khoảng đất mới xung quanh. Tôi đoán là như vậy có đúng không anh? Vâng. Chúng ta thấy là đường nét đi, cái tuổi của cây đã được thể hiện rất rõ. Một cây xanh có tuổi đời khá cao. Khác biệt với tên không giống cây nào. Vâng. Sau khi quan sát cái bóng dáng tổng thể và đường đi của thân cây, chúng ta để ý thấy một tay xà xuống đưa một nhánh rễ ôm lấy một cái biểu tượng gần như là một cái cổng làng đúng không anh? Đấy, rất là cổ kính. Sau khi giới thiệu xong, tôi sẽ xin số điện thoại của anh nhà vườn Hưng Bonsai. Một viên đá được rễ quấn chặt với dòng chữ, hai chữ là Vô Thường. Vâng, anh đã đưa tác phẩm lên một cái chậu cũ, có niên hiệu đã cách đây gần 20 năm. Làm theo lối cổ cũng rất đẹp. Bốn chân được gắn với bốn con cóc. Vâng, để đáp ứng với các bạn là khi có thẻ thì có tên của chủ nhân, nhưng mà tên chủ nhân chúng ta đã biết rồi. Bây giờ cái số điện thoại tôi muốn là nhà vườn
bonsai Nguyễn Hưng, thành phố Việt Trì sẽ đọc chậm cái số điện thoại để chúng ta cùng nhau giao lưu. Vâng. Số điện thoại em là 0913 023 089. Vâng, thế nickname Facebook của anh? Bonsai Nguyễn Hưng ạ. Bonsai Nguyễn Hưng. Vâng, vâng, cảm ơn anh. Dạ, vâng. Chúng ta đã có nickname Facebook và có số điện thoại của anh Nguyễn Hưng. Với một tác phẩm đẹp như thế này có tên là Vô Thường, Đỗ Sinh đã chia sẻ với các bạn được cụ thể đó là chủ nhân và số điện thoại. Chúng ta tiện việc giao lưu với nhau. Vâng, bên cạnh là gươm báu truyền kỳ của ông Thành Vàng, tôi đã giới thiệu ở video trước. Vâng, và bây giờ Đỗ Sinh tiếp tục đi sâu vào phía trong để giới thiệu tiếp với chúng ta những tác phẩm còn lại. Đây là một số những cái tác phẩm xanh tầm nhỏ, những cốt cách cũng rất là đẹp. Liền mấy tác phẩm ở đây tôi không thấy treo thẻ. Tác phẩm Đề Trắng. Chúng ta đến với tác phẩm Cần Thăng. Đó là cây cần thăng của anh Huy, Sông Lô, Vĩnh Phúc. Chúng ta đến với tác phẩm Duối. Duối cổ mini Tam Đa của anh Thẩm Văn Minh, Yên Lập. Vâng, Yên Lập, Phú Thọ. Vâng, tiếp theo ta đến với một tác phẩm xanh có cái nét rất là già, mốc trắng hết đây này. Cũng được răm 7 cái rồi. Vâng.
Rồi, cảm ơn bạn nhé, xem chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Rồi, cảm ơn bạn. Nhất trí. Cây xanh của Tạ Khắc Minh, Thụy Vân. Chúng ta đến với mẫu đơn của Đặng Quang Trung, Đoàn Hùng. Chữ Đặng Quang Trung mà anh viết cứ như tiếng tàu sao ấy. Với hình ảnh rừng ổi cũng của anh Nguyễn Văn Minh, Đoàn Hùng. Bây giờ chúng ta cùng thưởng thức một cây xoài. Vâng, một cây ăn quả. Đưa lên chậu là một tác phẩm bonsai rất là nghệ thuật. Đó là của ông Đặng Quang Trường, Đoàn Hùng. Tiếp theo đến với cây suy đá của Đỗ Đức Thanh Ba. Đó là cây xanh của Nguyễn Việt Anh, Thanh Ba.
ta đến với tác phẩm xanh của anh Tuân họa sĩ Đoàn Hùng Phú Thọ. Cây đề của anh Tuân họa sĩ. Cây tùng của Nguyễn Văn Ninh, Đoàn Hùng, Phú Thọ. Và đến đây Đỗ Sinh xin kết thúc cuốn video chia sẻ với các bạn. Chúng tôi xin dừng hình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.